Hai là ngồi miễu trung nương nương ngũ hành thuộc ấp đông. Trước là ban quý tế hậu miễu cũng như sau là bổn thôn, cũng như anh em ở phương xa tới đây lập nghiệp, cũng như anh em đất lành chim đậu có mặt nơi phường Linh Sơn. Nay ban tổ chức cũng như là ban quý tế của miễu ấp đông thiết lễ trước là dương bông cho nương nương ngũ hành, sau nữa có lễ đại bội ca sướng nhất viên để làm vui cho nương nương ngũ hành. Nay tôi xin thay mặt trong ban quý tế để trước là lễ xây chầu cũng như khai tràng, đây xin mời Nguyễn Văn Thanh tự là có mặt trước bàn tổ để chấp hương nguyện tổ thất để cho khai tràng lễ đại bội hôm nay. Xin mời ông Thanh. Kim mộc thủy hỏa thổ đáo lệ cầu an ngày rằm 16 tháng 4 âm lịch hàng năm, bổn hội cùng nhân dân bá tánh cùng cung cúng đốt ngũ hành. Con tên Nguyễn Thành Long, tự Tư Thanh, xin được phép đại diện trong bổn hội làm lễ khai tràng ca rước nước viên cũng cúng thiêng liêng, cầu nguyện cho quốc giới dân an mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no hạnh phúc, nhiều của nhiều tiền. Đại nguyện năm bà ở lên gia hộ độ trì cho nhân dân bá tánh được mạnh khỏe bình yên, tai qua nạn khỏi điều lành, đem đến điều giữ tống đi, tống đi phù hộ độ trì được bình yên mạnh khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Yeah.
nhất kích cổ sang hà xã tắc mãi mãi trường tồn. Nhi kích cổ phong điều vũ thuận quốc đối dân an. Tam kích cổ lê dân phá đánh an cư lạc nghiệp. Nhất điểm cổ trừ càng xã trừ sự hoại. Nhi điểm cổ lập trung cấn chánh. Tam điểm cổ tốn ly khôn đòi cầu tài cầu phước. Thank you.
Thank you.
hậu. Thank you.
I'm
Thank you.
6 gia quan tấn tước, gia cầu gia cổng đến lĩnh bà, ban tước ban quyền đắc thăng quan, tấn tài tấn lộc chung bổn hội, dinh thê ấm tử phúc hằng xa. Nghệ sĩ chinh nhân biểu diễn gia quan tấn tước. Thank you.
Ngọc Hạnh, dây Điền Mẫu. Và dây chị Ngọc Hà sẽ do hai nữ nghệ sĩ Thanh Hoàng và Phương Hằng biểu diễn. Và bây giờ, kính mời quý vị mắt về sân khấu để theo dõi phần một của kịch bản. Kịch bản được ra kênh Thạch Kim Nguyên đã hộ chúng tôi lên bàn biểu diễn. Mày làm cho đó mẹ yêu.